Hi, xin chào các bạn. Mình là Diệu Hâu đến từ channel của HD. Và như các bạn đã thấy đó, kênh mình đã được 100k sub rồi. Thì không biết mọi người có muốn team mình làm cái event gì không? Có gì thì mọi người cứ comment ở dưới nha. Rồi bỏ qua cái vấn đề đấy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm glitch level 2. Như tập trước thì chúng ta đã nói về level 1. Thì level 2 này nó sẽ dễ hơn xíu. Không biết tại sao nó dễ hơn nữa. Rồi, bắt đầu luôn nha. Ok, và đây là effect glitch của tập trước. Còn đây là của ngày hôm nay. Cái việc đầu tiên mà các bạn phải làm là điều chỉnh cái lớp adjustment layer nền bằng hai hiệu ứng quan trọng là thin và emboss để cho video của chúng ta có cái độ nhiễu xanh đỏ. Thông số quan trọng nhất vẫn là relief. Nó sẽ quy định cái mức độ nhiễu của các mảng màu. Sau đấy thì chúng ta kéo thêm một lớp adjustment layer vào nữa. Lớp này sẽ dùng để chữa cái effect glitch chính và một effect tìm wave warp. Nhớ là kéo vào cái lớp layer trên cùng nha. Và đây là hiệu ứng nguyên bản của wave warp khi mà chưa chỉnh sửa. Đấy, như các bạn có thể thấy thì nó tạo ra những cái dòng sóng, đúng không nào? Nhưng mà với cái sóng như thế này thì chúng ta không làm glitch được. Các bạn phải đổi cái wavetype thành noise. Mình thấy thì trông nó hợp lý hơn rất là nhiều. Và thông số đầu tiên mà bạn phải điều chỉnh là wavehigh, tức là độ nhiễu theo chiều dọc. Như bạn có thể thấy thì thông số càng cao, cái độ nhiễu nó càng rõ ràng hơn. Còn ở dưới là thằng wavewidth. Thằng này thì mình phải chỉnh lên khoảng vài ngàn hoặc là vài chục ngàn. Thông số càng cao thì các cái mảng glitch của chúng ta càng rõ ràng hơn. Nhưng mà các bạn sẽ bị một cái lỗi là có các cái viền đen xung quanh màn hình. Ở đây chúng ta vào phần binning, đổi thành chế độ OE. Nhưng mà sau khi chỉnh xong á, thì bạn muốn cái glitch của bạn theo chiều ngang chứ không phải là chiều dọc, thì chúng ta vào mục direction, đổi thành không độ là xong. Cuối cùng thì mình cũng nói với các bạn luôn, cái thông số quan trọng nhất ở trong đây là wavehigh. Cùng nhau xem lại cái thành quả nào. Nhưng mà những video trước á, khi mà mình làm về các effect thì có một vài bạn comment là tại sao không dùng những thứ có sẵn mà làm vậy chi cho mất công vậy. Mà mình nói thật luôn là những cái effect kiểu đấy trông nó cũng khá là công nghiệp. Nhưng nếu như bạn hiểu được cái mấu chốt của vấn đề của cái effect thì cái việc sau này bạn có thể tự sáng tạo riêng cho mình những cái effect, nó có thể coi như là cái signature của cá nhân bạn vậy. Người khách hàng hoặc là ai đó nhìn vào, người ta biết đó là effect của bạn chứ không phải là lấy của một ai khác hoặc là copy từ một nguồn nào đó. Còn nếu như bạn nào thích học nhanh hơn để đi làm hoặc phục vụ riêng cho công việc cá nhân thì có thể tham khảo qua khóa học của Quả HD. Link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả của cái video này. Mình chắc chắn sẽ giúp cho học viên nắm vững tất cả kiến thức về Premiere, truyền đạt hết tư duy và kinh nghiệm làm việc thực tế, cũng như là trick và tip để sau khi kết thúc khóa học bạn chỉ cần sáng tạo và sáng tạo nữa thôi. Và rồi, thế là xong rồi đấy. Hy vọng là bao nhiêu đây kiến thức có thể giúp ích được cho các bạn phần nào trong cái việc biên tập và edit video hay hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ nhấn like và subscribe đấy. Bye bye nha.